tao chia ba nó start đó. Cho nên mang cái chà con à con dây cái con vô thôi mà đa ơn chăm ngay khỏi xa bay xa mai xa lộ vô nữa rồi màn xa à ôn đã cục một cái nữa đi tập thời bằng con mình một tay xa không? Đi ra một lạc ngon không? Tôi làm á, tôi thấy cái một xoay mệt mà tôi mới xoay phịt ăn cơm đi nha. Cho quả mình. Cho mình chạy bạn sang ngọn. Thấy bạn không? Mau mấy con cả các thầy kia đấy. Cả các thầy đến chăm chờ chăm. Bao bè tay bong
cái luôn nó phàm xí ta mà mơn ta bỏ cái tem xem là nớp á. Chưa nhau một cơ này, mì cha sạch tô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.